Vâng, lần đầu tiên thì thay mặt cho phía ban lãnh đạo công ty cổ phần tiếp thị số Vezon Global, xin đại diện cho công ty xin gửi đến cô Đông, gửi đến mẹ Đông một lời chúc mừng sinh nhật, với một lời chúc chúc mẹ luôn luôn có một sức khỏe tốt, một tinh thần hăng hái và trẻ lại thêm khoảng 20 tuổi về trước để tiếp tục cùng đồng hành cùng với đàn con đàn cháu để xây dựng doanh nghiệp và kiến trúc một phần cho đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số. Không có gì hơn thì nhân dịp vào tuổi mới thì mong mẹ phát huy thêm nhiều sáng tạo, đúc kết được nhiều kinh nghiệm để tạo ra được nhiều sản phẩm hơn nữa, đồng hành cùng với doanh nghiệp và mang đến lợi ích cho người tiêu dùng. Thứ hai nữa là hy vọng trong thời gian tới đây thì đội ngũ nhân sự, những con người đang làm việc hăng say sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc là xây dựng thương hiệu và đồng hành cùng với doanh nghiệp Hoa Lan trong việc đưa một sản phẩm và những cái công trình khoa học rất tốt giúp cho thương hiệu Hoa Lan tỏa sáng trên toàn quốc. Xin thay mặt toàn bộ cộng đồng công ty cũng như các anh chị trong ban lãnh đạo công ty xin gửi đến mẹ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn ạ.